Việt Nam 20-33 rút ngắn tàu hộ vệ tên lửa khúc di từng được kỳ vọng sẽ là đối tượng mà phía Ấn Độ cung cấp miễn phí cho Hải quân Việt Nam. Năm 2011, Việt Nam đã đề nghị Ấn Độ hỗ trợ trong việc hiện đại hóa quân đội. Hai bên đã thỏa hiện đại hóa cảng chiến lược và chuyển giao một số tàu chiến cỡ trung bình cho Việt Nam. Thông tin trên sau khi xuất hiện đã gây chú ý lớn cho các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, kèm theo các dự đoán về chủng loại tàu chiến cỡ trung bình sẽ được Ấn Độ bàn giao cho phía Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia, ứng viên duy nhất đáp ứng được các yêu cầu của Hải quân hai nước, đó chính là tàu hộ vệ tên lửa Tai 25 Khúc Di. Tàu tên lửa Tai 25 Khúc Di được đóng cho Hải quân Ấn Độ nhằm thay thế các tàu hộ vệ Petia đã cũ. Dự án đóng tàu bắt đầu được triển khai từ năm 1984 và hoàn thành vào năm 1991 với tất cả 4 tàu được đóng gồm P-49 Khúc Di, P-47 Khan Dơ A, P-46 Kutha A và P-44 Cơ Phan. Khúc Di có phần thượng tầng được thiết kế góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ dây đa, lượng giang nước đầy tải 1.350 tấn, chiều dài 91,1m, chiều rộng 10,5m, mớ nước 4,5m. Tàu được trang bị hai động cơ diesel công suất 14.400 mã lực cho phép chạy với tốc độ 25 hải lý trên h, tầm hoạt động tối đa 4.000 hải lý. Khi chạy ở tốc độ 16 hải lý trên s, thủy thủ đoàn 79 người, trong đó bao gồm 10 sĩ quan. Hệ thống điện tử của tàu khá hiện đại với dây đa trinh sát mục tiêu trên không trên biển PHITVE, dây đa kiểm soát hỏa lực Gapun bờ dẫn đường cho tên lửa đối hạm và dây đa MG-123 Vinter điều khiển pháo hạm và pháo phòng không. Hỏa lực của tàu tương đối mạnh với 4 tên lửa đối hạm P-20M có tầm bắn tối đa 83 km, vận tốc Mach 0,9, mang theo đầu đạn bán xuyên giáp nặng 513 kg, một pháo hạm X-176 cỡ 76,2mm, hai pháo phòng không cao tốc X-630 cỡ 30mm, hai bệ phóng tên lửa SAN-5 cùng hai hệ thống phóng mồi bẫy PK-10. Tàu không có hanh ơ nhưng sàn đáp ở đuôi cho phép tiếp nhận một trực thăng vũ trang hạng nhẹ SAL The Rover. Vào năm 1990, phiên bản nâng cấp của tàu hộ vệ tên lửa Tai 25 Khúc Di với tên gọi Tai Co A được Hải quân Ấn Độ đặt đóng. Có tất cả 4 chiếc tàu lớp này đã đi vào hoạt động trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2004, gồm P-61 Co A, P-62 Kia, P-63 Kulis và P-64 Kamuk. Thay đổi đáng kể nhất của Co A so với Khúc Di là đã thay thế 4 tên lửa P-20M bằng 16 tên lửa KH-35 An có hiệu suất chiến đấu cao hơn và thay thế pháo hạng X-176 bằng pháo Autograder của châu Âu. Do gặp phải một số trở ngại mà trong đó lớn nhất là sự chậm trễ của các dự án đóng tàu nội địa đã khiến Hải quân Ấn Độ lâm vào tình cảnh thiếu tàu chiến một cách trầm trọng. Chính vì vậy việc xem xét chuyển giao tàu cho Hải quân Việt Nam đã bị đình lại và Tai 25 Khúc Di vẫn đang lỡ hẹn với chúng ta. Nguồn An ninh Thủ đô.